tài chính anh tầm 2 triệu thì có thể mua được cửa nào vì em? À, đối với tài chính tầm 2 triệu hả? Anh yên tâm đi, đến với Sài Gòn đó thì giá nào em cũng chơi hết. Nói chứ chỉ với 2 triệu thôi đúng không? Thì em sẽ giới thiệu cho anh một bộ cửa là có chống nước nè, cách âm nè, chống mối mọt nè, chống con ngót con vơ nè, màu sắc lại sặc sỡ và sao cái thiết kế của nó sang trọng nữa. Thì ở đây á là em sẽ giới thiệu cho anh một bộ cửa, đó chính là cửa nhựa gỗ Đài Loan đó. Thì ở bên em á là đi công trình về cái mẫu này cũng rất là nhiều rồi. Thì cái mẫu này lúc trước á là em đã có một cái clip test là em lấy chiếc xe của em á là em chạy qua cái mẫu như thế này nè, nhưng mà nó không có bị con ngót con vơ gì hết, tại vì ở đây á là do các thanh nó ghép lại đó, cho nên là nó sẽ có cách âm cho anh luôn đó. Và ở đây là em đang có cái bảng màu sắc, đây gọi là cái bảng mà gọi là best seller đó, thì đa số là được chọn là hình như em nhớ là cái màu mà EE nè, rồi màu EF nè, màu E2 nè đó, hoặc là những cái màu như là màu EA đó. Thì những cái màu này sẽ được khách lựa chọn rất là nhiều, cho nên á với tài chính tầm 2 triệu thôi thì anh cứ nhắn tin với bên em liền để mà bên em hỗ trợ cho anh về cái giá tốt nhất, cũng như là sẽ giao hàng tận nơi cho mình luôn. Bên em á là nhận giao hàng trên toàn quốc nha. Còn những anh chị nào mà đặt hàng trên 4 bộ cửa thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành.